Chào các bác nhé, hôm nay thằng Alo sẽ ghép cho các bác một cấu hình ngon bổ và rất là hợp lý này. Một bộ kéo đẩy Pioneer. Bộ này em về được thêm option nữa là thêm cục tuner đây nhé. Đó. Cặp loa ghép cho các bác là một cặp JBL rất là nổi. L150. Cặp này thì dáng của em nó thì rất là bề thế nhé, cao 1m06, bề ngang của em nó là 43 cm. Đấy, sử dụng mà bát 30, em đang quay đây là bát 30 của em nó này, đây là một chung này, đây là một test này. Nhưng ngoài ra ấy, thì em này nó sẽ sở hữu thêm một cái loa bát 30 cộng hưởng ở dưới nữa. Loa cộng hưởng là như thế nào? Loa cộng hưởng tức là nó không phải cắm điện, mà cái loa này nó không ăn công suất và nó không có lâm châm. Đấy, nó hoàn toàn là sử dụng cái nguyên lý của cái thùng kín để tạo cái cộng hưởng. Khi mà cái bát điện này, cái bát thật này rành nó rung động thì thùng kín nó tạo cái rung động cho cái loa bát cộng hưởng này, tức là nó bị động và nó sẽ tăng cái hiệu ứng bát tốt hơn. Đấy. Và quan trọng nữa là cái gì ạ? Quan trọng là những dòng bát cộng hưởng thì nó lợi ở phần công suất. Nếu trường hợp hai bát thật thì anh em phải chơi công suất là lớn hơn ở ly ấy. Ở ly các bác phải chơi công suất lớn hơn để nó nuôi thêm cho một cái bát này nữa. Đấy. Còn nếu trường hợp mà những dòng này thì anh em không phải nuôi và nó không ăn công suất bằng những dòng kia. Còn đương nhiên là dòng mà hai bát 30 thì nó sẽ có những cái ưu việt hơn, nó sẽ mạnh hơn, nhưng bù lại thì đương nhiên là giá nó sẽ đắt hơn nhiều. Cái gì nó có giá nó. Cặp L150 này thì hiện tại em để giá khuyến mại rất là hợp lý nhé, cho anh em chơi cả bộ giá 33 triệu, 33 triệu một cặp loa Mỹ. Bây giờ chỉ cần cái cấu hình như em đang quay này, một bát 30 này, một chung một tép, nó xem như L100 Century rồi. Đấy, 33 triệu đã là xứng đáng. Đấy, cặp này là cặp L150 nhé, ghép kéo đây. Thực ra là cái option 3 cái cục này là 11,8 triệu này. Cái bộ phối này thì nó có rất là nhiều phương án phối khác. Thì đây là em phối cho các bác một cái bộ điển hình đây. Để các bác thử trải nghiệm. Nhớ bật cho các bác nghe nhé. Ngày nào
này thì anh em sẽ nghe được tương đối là nhiều thể loại nhạc. Âm ly bộ này là điện hoàn toàn là điện 100 các bác nhá. Nó sử dụng cho nội địa của Nhật. Đấy, cặp loa em quay cho các bác này. Bên viền, bên hông các thứ màu vân gỗ còn rất là đẹp luôn. Chưa sử dụng ở Việt Nam nhé, hàng bãi Mỹ về này. Bộ kéo đẩy này cũng chưa sử dụng ở Việt Nam, hàng bãi Nhật về. Anh em nhìn rất là đẹp luôn, kể cả những cái tay sách. Còn những cái bộ mà em đưa về ấy, thì gần như là em sẽ cố gắng mà chọn những cái bộ nào mà đầy đủ hết cả tay sách, nhìn nó đẹp. Đấy. Mặt mũi rất đẹp. Đây, cục pao. Pao này là 130W này. Em dề này thì cũng rất là đẹp luôn, từ các cái tay, từ các cái núm nút nhá, còn rất là long lanh. Đây là cục tuner. Anh em quan tâm cầu hình này thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Giá của cặp loa khuyến mại 33 triệu, còn bộ kéo đẩy cả tuner thì là 11 triệu 8, giá rất là tốt. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.